áng đỏ, một cây mai vàng khỏe và một phong bao lì xì, những màu sắc rất Tết. Năm tư, đó chính là bộ phim Nhà Trọ Có Quá Trời Bao. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang có mặt tại CGV Sư Đoàn Hạ từ buổi tối ngày hôm nay. Và chắc chắn là chúng ta đang chờ đợi giây phút Elva đi trả lời official. Rất là nhiều clip hài hước và vui nhộn nha. Sexy quyến rũ, xinh đẹp, nước cổ, bikini bãi biển, anh đó cũng vậy. Xinh đẹp lắm nghề. Người mẫu chị Kim Bình Tiên. Rồi nhớ ủng hộ cho em đi Trần với em của Lâm nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em nhỏ surprise cho em ấy và đón chờ những cái gọi là clip về cái gì. Không có content luôn, làm sao mà làm YouTube không biết nữa. Thôi thì coi như là cứ sập đế nhất rồi là mọi người hiểu cái cơ đó như thế nào rồi ha. Mình nói chung là cứ subscribe cho em ấy đi nha. Đó là cũng được xem là bạn nhậu được tập quen của Nam Thư. Không cảm xúc giao lên Trần khi hôm nay đến với bộ ảnh này là như thế nào? Ủa, từ đâu tới đây vậy? Tôi đang đã nhiều vòng. Quá trời phòng đúng không? Riêng cái tên nó là mình dạ cái là muốn đặt câu hỏi là ủa quá trời phòng là sao chứ? Không phải là quá trời phòng thì đâu, mình nói tôi là phòng có hai phòng kia quá trời phòng. Đúng rồi. Tại vì cái thứ hai rất là lắm chiêu, cho nên nhiều khi người ta nói nhỏ không? Cái miếng cái cọng nó to lên à? Ok. Không nói lại đâu. Ok, không cần nói lại đâu. Rồi và dạo gần đây có một cái clip mà được nói là phát tán. Của Ellie Trần và Nam Thư. Đó chính là cái clip là nhẹ nhàng thôi, đó chính là clip đó. Anh nhậu, tiếng biến tài nhau sao vậy? Đừng nói tới nữa, tôi chẳng cắt tới được đâu. Ellie ổn không? Tôi không ổn, mọi người có thể xóa của mình, xóa của mình. Không, nhưng mà thật sự đó là cái là clip rất là vui, thoải mái, không có gì hết. Nó không vui. Và ngày hôm nay đến với buổi họp báo này thì Ellie có gì muốn chia sẻ với chị Nam Thư không? Mà rất là dễ thương. Đó là do tại sao mà mặc dù đeo đi rất là ít khi đi event của nghệ sĩ, các bạn biết đúng không? Nhưng mà mình lựa chọn để đi những cái event thì cảm thấy là nó thực sự đánh giá và ý nghĩa. Cái event đó là event của bạn mình Nam Thư. Mong như bạn của mình mới. Thư xin hiểu sao vậy Thư? Nói chung là mình đừng có nói về cái chuyện say biển đồ. Không biết đêm nay sau tháng 2 là tôi sẽ đi về đâu. Nên đừng nói Ellie là dạng như là cái giếng đó mọi người. Người ta có câu ê, 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 không bao giờ biết say đó quý vị. Nghe rượu đúng không? Nghe mùi rượu đúng không? Nghe mùi rượu. Cái đó là cái mùi nước hoa đó. Nước hoa mùi trăm banh. Nước hoa mùi... Nước mới. Nghe mùi rất nếp nha em nha. Bé ơi đi họp báo bớt nhậu nha cưng. Nếp mới. Mày nhậu rồi hả? Có nhậu rồi. Nhậu rồi hả? Sao em xem em không dám em còn chờ cái đó là không có đó là đạo cái gì không sao. Dạ, còn anh Ly của Long, anh nói là phim này vui văn, cười hết hồn. Quý vị nhớ coi phim vai của Long là vai ông Hải, cười chết, cười quên thôi. Cười mà đang coi cười đổ trong diễn đổ tắt đi
cười mắc cười lắm, khó thở luôn, khó thở, cười cười liệm đi, cười liệm đi, cười liệm đi, cười kiếm liệm người. Dạ, hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng đến với những thước phim trong cái phút nửa trong rạp. Và bây giờ thì anh nóng lòng không? Anh nóng quá, trong bụng anh đang kêu ụt ụt ụt. Em ơi, mình mới phục vụ kênh YouTube của mình nha em nha. Anh đang học cái gì? Đó là con bé nó mới ra kênh YouTube 2 ngày mà đi vòng nãy giờ hả, nó kêu mọi người hãy tập ra kênh YouTube của nó. Thì mọi người ơi, dạ đúng rồi, mọi người nhớ ủng hộ kênh YouTube là Eo đi trần official official. Rồi có nhiều cái clip vui vẻ, clip bikini, clip cuối cùng, clip thề ước vui nhộn nha mọi người ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn Ali rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn.